Hello chào tất cả anh em, thì mình là LTL đây, đẹp trai mắt số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, cảm ơn tất cả đã quay trở lại với kênh RGFF LTL của mình nhá. Thì trước khi vào clip siêu thú vị ngày hôm nay thì mình muốn thông báo cho anh em một cái event để mình tặng quà cho anh em nha anh em ơi. Thì tổng giá trị phần quà lần này đó chính là 20k kim cương nhá. Bởi vì mình sắp được 2 triệu sắp nha anh em ơi. Đấy, tất cả số kim cương mình tặng cho anh em thì mình đều lấy trong shop mình nha anh em ơi, nên là cực kỳ uy tín. Bởi vì shop mình là shop uy tín số 1 Việt Nam mà anh em ơi. Và anh em là mà không nhận được quà từ mình thì anh em có thể bấm ngay phần mô tả vào shop mình để anh em quay kim cương nhá. Đạp x2 lập thẻ nhanh anh em ơi và tăng tỷ lệ tất cả vòng quay nhá. Đây mình chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Thì điều kiện để anh em có thể chiến thắng và anh em nhận quà của mình lần này thì anh em chỉ cần là xem từ đầu đến cuối clip này không tua và nhớ đăng ký kênh nhanh anh em ơi. Đăng ký kênh để giúp mình đạt 2 triệu sub nha. Và anh em nhớ là comment một câu chúc anh NTL sớm đạt được 2 triệu sub gì đấy nhanh anh em ơi. Thì mình sẽ quyết định là chọn ra khoảng độ 100 bạn nhanh anh em ơi. Đấy, chia đều ra 20k kim cương. Đây mình sẽ tặng cho anh em nhanh em ơi. Đấy, nên là anh em nhớ là chú ý xem clip của mình từ đầu đến cuối nhanh em ơi. Và tuần sau thì mình sẽ công bố giải thưởng nhanh em ơi. Và anh em đừng quên là nhấn giúp mình một nút like nhá. Dạ anh em hay xem chuồng đấy, bấm like đi. Ok, nói chung là không nên tin tuyên nữa. Thì bây giờ vào clip ngày hôm nay thôi nào. Ok, thì nói chung là hôm nay mình vừa kiểu như đăng nhập sang server Brazil để mình chơi xem nó có gì khác biệt hay không nha bạn. Để chơi server Việt Nam nhiều nó chán nào, cũng chả có quần ken gì quay cho anh em. Nên hôm nay mình kiểu như đổi hứng tí sang server Brazil xem có gì hay hay không. Ok, thì mình đã tạo thành công một tài khoản ở sang server Brazil nha anh em ơi. Và mình vừa lạp kim cương vào để mình mua ngay cái bộ đồ quần áo Brazil anh em ạ. Sang server Brazil thì phải mặc bộ quần áo đá bóng Brazil. Nhớ mình chất anh em ạ. Thì anh em biết gì không? Sang server Brazil anh em biết cái bộ này mình như nào mình có không? Cực kỳ rẻ anh em ạ. Nó có thể mua bằng kim cương này anh em ơi. Đây anh em thấy chưa? Cho anh em xem vào số kim cương ở trong server Brazil nha anh em ơi. Đây đây, phần gói đồ anh em ơi. Đó anh em chưa? Tất cả bộ đồ ở server Brazil nó bán bằng kim cương anh em ạ. Đấy, mấy cái bộ quần áo đá bóng mới ra ở server Việt Nam ấy. Server Việt Nam thì mình mở hộp 1k 5 kim cương anh em ạ. Đấy, nhân phẩm của mình hơi cùi. Thì mình in được một bộ anh em ơi, và bên này có 249. Có nghĩa nó rẻ khoảng độ gấp 1/6 ở server Việt Nam anh em ơi. Đấy, cực kỳ rẻ anh em thấy chưa? 249 kim cương một bộ đồ bóng đá tự chọn. Đấy, Brazil nhá. Quần áo Brazil nha anh em ơi. Đấy, server Brazil thì nó phải ưu tiên đồ Brazil mà anh em ơi. Ok, nói chung là cái gì không phải, nói chung không phải thắc mắc nữa. Bởi vì đây là server Brazil này anh em ơi. Mình cũng đặt quả tên là LTL Brazil cho nó Brazil anh em ạ. Đấy, cho nó dễ nhớ, anh em nhìn mình phát là anh em biết là mình server nào luôn. Và hiện tại mình nạp 300 kim cương và mình mua cái bộ đồ này vẫn còn 52 kim cương anh em ạ. Đấy, mình phải làm kim cương mà không anh em lại khinh thường mình này. Thằng NTN nghèo quá, sang server Brazil này. Kim cương không kim cương, ở server Việt Nam nhiều kim cương thế mà sang server Brazil không có kim cương nào. Thế nên là mình mới nạp vào đấy, chiều lòng anh em đây. Và vàng thì mình có 2.600 rồi nhá, anh em đừng có bảo mình là không có vàng nha anh em ơi. Ok, mình sẽ sâu tiếp nha anh em ơi. Xem server này có gì đặc biệt với cả khác với server Việt Nam nha anh em ơi. Vũ khí này anh em thấy chưa? Nói chung là mấy khẩu súng này thì mình chắc là chả có gì đâu anh em ạ. Ok, để xem nhận kiểu gì anh em ạ. Từ từ mình chưa muốn vào đây mà anh em. Đây đây, từ để mình xem bao nhiêu kim cương nhé. Ôi, cái bên này có 40 kim cương một hộp anh em ơi. Nghe thấy chưa? Ui, tinh mạnh cái này còn 499 này. Mua được luôn quả liệu anh em ạ. Mua được luôn quả liệu này anh em ơi. Con keo này, con keo trong sự kiện này anh em ơi. Không có gì nhỉ. Hộp tặng quà. Ui, cái gì đây? Hộp, có cái hộp gì đây? Hộp quần áo à? Không có gì nhỉ anh em ơi. Phụ kiện này anh em ơi. Cũng qua mấy cái lạ lạ đây anh em ạ. Đây mấy cái này như không có quy đổi này. Mấy hộp ma thuật này không biết là siêu Việt Nam có, mình cũng không để ý lắm anh em ơi. Anh em có thể check nha anh em ơi. Đấy, mình sâu xương xương qua anh em ạ. Thì FF này, thì FF thì cũng không có gì lạ đâu anh em ơi. Ui, ma có quả hành động ảo ma thực sự anh em ạ. Hành động sụp đổ à. Ui, hành động siêu ở Việt Nam ra chưa nhỉ? Hình như chưa đúng không anh em ơi. Rồi, nói chung là ở phần này thì mình thấy có mỗi cái bộ đồ siêu ở Brazil nó bán rẻ ở Việt Nam anh em ạ. Đấy, cũng như là anh em có thể mua được luôn, chứ không phải là mở hộp hên xui nhân phẩm anh em ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ sâu tiếp nha anh em ơi. Phần shop này, à phần vòng quay chứ nhầm. Vòng quay may mắn đây. Cái vòng quay này có gì không? Ui, ở trong cái vòng quay MB này có cả cái bộ đồ gọi là bộ đồ nữ anh em ơi. Lấy mình quay thử nhân phẩm cái nhưng mà hơi đen. Không ra được bộ đồ này anh em ạ. Đấy, nhưng mà được cái là bên này có cả thêm đôi giày với cả bộ đồ nữ nhá. Việt Nam mình toàn có mấy đồ hoàng súng anh em ạ. Đấy. Ở đây là cái vòng quay báo săn mồi à. Cái hình vòng quay này ra rồi anh em ơi. Ở Việt Nam. Ui, bên này có cả quần thám hiểm màu trắng à anh em ơi. Ui, trông ngầu thực sự anh em ơi. Đấy, nói chung là cũng không có gì đâu anh em ạ. Mấy cái này thì ui, bộ đồ này ở Việt Nam là ở trong vòng quay anh em ạ. Bên này vào trong shop luôn. Đây, khẩu súng này AC à? AC80 thì Việt Nam có rồi anh em ơi. Rồi, vòng quay G63 này. Ui, cái vòng quay này nhiều sơ kết súng đấy. Ui, đỉnh thực sự anh em ạ. Ôi, anh em thấy chưa? Trời ơi, mình sẽ thử nhân phẩm nha anh em ơi. Để xem liệu mình là xe ở Brazil, liệu nhân phẩm mình có tốt hay không. Hay là nhân phẩm như cái quần què anh em ơi. Xe ở Việt Nam mình quay đẹp lắm anh em ạ. Quay phát nạo ra thẻ hoàng thính phát đấy. Cái thế, ok, 50 kim cương này. Quay bát là còn 2 kim cương anh em ơi. Rồi. Súng đấy, súng. Cái định mệnh biết ngay mà kiểu gì cũng ra thẻ mà anh em. Thôi, quay đi, còn 2 kim cương quay kiểu gì nữa.
Rồi ok, nhận 3 cái vé này anh em ơi. Vòng quay vàng này thì cũng chả có gì đâu anh em ạ. Ok, bây giờ mình sẽ sâu phần sự kiện anh em ơi, để xem sự kiện bên này có gì nhá. Ở đây là đăng nhập nhận gì đây? Cái gì đây, mình nhận hết rồi anh em ạ. Không có gì anh em ơi. À đây rồi anh em ơi. Đây rồi anh em ạ. Đấy thì vừa nãy là mình lướt YouTube thì mình cũng gặp được một anh đăng cái clip kiểu như là nhận đổi skin súng mặc định đấy, skin súng kiểu như là có chỉ số anh em ơi, mình không tin anh em ơi. Thì mình vào server Brazil đúng thật anh em ạ. Hóa ra server Brazil mình cứ nghĩ ở server Việt Nam anh em ơi. Brazil lúc nào cũng kiểu như nhiều cái khá là ngoan anh em ạ. Đây anh em thấy chưa? Đây skin súng này không có chỉ số nha anh em ơi. Thì đổi được skin súng có chỉ số nha. Có nghĩa là skin cổ đại thì anh em có thể được nhận nhưng mà được không có chỉ số, nhưng mà anh em có thể đổi có chỉ số nha anh em ơi. Skin này cần cool là bom nổ này anh em ơi. Đấy đổi có chỉ số nha. Là mình để ý bên này chỉ số có một tăng được một cái tốc độ bắn thôi anh em ơi. Bình thường ở Việt Nam mình nhớ là tăng hai cái này anh em ơi. Đây M1887 thế giới ngầm nữa này anh em ơi. Cũng tăng được một cái anh em ạ. Có vẻ ở server Việt Nam là tăng hai cái đúng không anh em ơi? Bên này thì nó công bằng hơn một tí. Đấy sơn súng nhưng mà nó tăng ít đam hơn là server Việt Nam nhá. Ok. Đấy, SVD này anh em ơi, SVD Samurai này. Đấy, có thể đổi cho anh em ạ. Đang sâu lốt mà tự nhiên ao quên ra, ao nhầm ra anh em ạ. Đây rồi. Còn gì không ta? SVD. Ui! SVD M500 cũng có này anh em ơi. M500 có chỉ số lại. Ui! Có cả súng huyền thoại anh em ơi. B90 học viên này, một sát thương một tầm xa nha, huyền thoại nhưng mà nó chỉ có một tăng một chỉ số thôi anh em ơi. Hai cái chỉ số nhưng mà mỗi cái chỉ số nó chỉ tăng một điểm anh em ạ. Đấy, đây là cái này không có nha, đổ sang bên này là có nha anh em ơi. Rồi. Còn gì? Ui! Cái này được cả nhận free, việc quay kim cương với cả việc quay súng, việc quay vàng này. Cái hòm súng mở luôn này. Ui, không ra đâu anh em ạ. Trang bị thôi anh em ơi. Bởi vì bên này mình chẳng có cái gì anh em ạ. À đặc biệt là lúc mình đăng nhập vào anh em sẽ được nhận là một skin AK anh em ơi. Đấy, anh đăng nhập, anh em chỉ cần đăng nhập này được nhận anh em tạo tài khoản cái xong được nhận luôn. Đấy, và anh em hoàn thành nhiệm vụ thì anh em sẽ nhận được nhân vật Anju nhá. Skin AK này nó không có chỉ số gì đâu anh em ạ, nhưng mà nhận cho nó vui thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem này anh em ơi. Xem vòng quay bên này. Mình vừa được có cái vía quay nhỉ. Ok, mình sẽ quay thử nhanh anh em ơi. Để quay kim cương này, quay luôn này. Ra cái dùi á. Ngon. Đây, vía quay súng này anh em ơi. Rồi, mong mà ra một cái skin súng này cho nó đỡ bịa mặt anh ạ. Ủi ra thật, nhưng mà thử định mệnh. Ok, vía quay vàng thì thôi khỏi quay đi. Rồi thì bây giờ mình sẽ chơi một trận đấu nha anh em ơi. Đây, vua hai súng đi anh em ạ. Để xem liệu bên server Brazil này kỹ năng nó có ngang cơ Việt Nam hay không nhá, hay là cùi bắp hơn hay là mạnh hơn nhá. Đấy, hiện tại là mình đang level 1 nha anh em ơi. Level 2 rồi anh em ạ. Đấy, để xem level 2 bắn ở đây mọi người có kinh nghiệm không nha anh em ơi. Chứ bên level 2 Việt Nam mình chắc có toàn bot rồi anh em. Ok. Vô chiến đấu anh em ạ. Ok, mình sẽ mua MB đi anh em ơi. Khẩu súng mạnh nhất tầm gần. Và mình sẽ chơi khẩu SVD anh em ơi. Khẩu súng khá là mạnh tầm xa đấy anh em ạ. Đam nó khá là đau đấy. Rồi, không biết là hai khẩu súng này kết hợp liệu có lấy được top 1 ở bên server này không. Anh em cùng theo dõi nhá. Rồi, ok, một thằng đầu tiên mình đã đứng đầu rồi. Đây. Chạy. Ui, hai thằng luôn này. Ui, may quá anh em ơi. Có một người cứu mình em ạ. Đây. Mày cứu đã. Mày cứu à. Chết bật tiêu rồi anh em ơi. Bình tĩnh. Đây. Chạy đâu. Ui, từ để em ăn máu cái nào. Đấy, nào, anh nào bắn em. Anh nào. Ui, thằng này nó chơi nhân vật đấy anh em ơi. Tao sợ mày à. Tao sợ mày. Ui, trời ơi, mình tí giết được nó anh em ơi. Anh em thấy chưa? Một khẩu súng cực mạnh tầm xa và một khẩu súng cực mạnh tầm gần nhá. Tầm xa khẩu này thì hết nước chấm anh em ạ. Hết chạy đâu. Ôi anh trúng nhỉ. Anh này chạy à, anh chạy đâu. Ui, từ các anh bình tĩnh nào. Ui, không cả đạt được kill kìa, nhưng mà mình vẫn đang đứng đầu anh em ơi, mình vẫn đang đứng đầu nhá. Rồi ok, 7 kill anh em ơi, 7 kill rồi. Mạng server này nó hơi lag một tí anh em, nhìn quả binh hơi cao một tí anh em ạ, nhưng mà cũng ok đấy. Thằng bắn tao ấy nào đấy. Nào bắn tao ấy, ô đâu hết rồi. À bên này. Ui giời, mất đứng đầu anh em ơi. Chạy đâu. Ui giời, lại bị cay ép kìa. Thằng ngộ không này. Mày cay ép tao đúng không? Ui lag. Thịnh mạnh xe vừa lag quá anh em ơi. Vừa lag quá. Không sao, mình vẫn bắn được anh em ơi. Kỹ năng mình cao, mình không sợ đâu. Rồi ok. Lag nhưng mà mình vẫn bắn ok đúng không anh em ơi. Nói chung kỹ năng mình cao ok nhỉ. Ui, máu đâu rồi. Đây rồi, đây. Cay ép. Cay ép. Ui ơi, cũng chết rồi. Ơi, may quá vẫn chết anh em ơi. Nó chết khoảng nó chậm 1 giây anh em ạ. Thế. Ui, thằng nó bắn đi đây. Ui, A đã 12 kill rồi kìa anh em ơi. A đã 12 kill rồi kìa. Kinh quá nhỉ. Rồi, ok. Ăn phục máu đây anh em. Ôi, thằng này không thấy nào anh. Không thấy nào. Không thấy nào. Ui, vào đầu không chết được. Gục luôn kìa anh em ơi. Ôi, mình 11 kill rồi anh em ơi. Rồi, xong nốt kill này mình sẽ đổi súng nhanh anh em ơi. Mình sẽ cầm hai khẩu súng tầm gần anh em ạ. Rồi ok.
Ý mình sẽ cầm hai khẩu súng tầm gần nha anh em ơi. Ui chết rồi. Ai bắn vậy? Ê ê ê, anh trai này, anh trai này. Anh đứng đâu, anh đứng đâu đấy rồi, anh đứng đâu đấy rồi. Trời ơi, anh đứng đâu, anh đứng giết em. Ok, mình sẽ đổi ra hai khẩu súng tầm gần nha anh em ơi. Mình sẽ đổi ra hai khẩu MB anh em nhỉ. À, chưa kịp đổi nhá. À, đổi luôn. Ok, đổi thành công anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi càn quét nha anh em ơi. Mình chỉ đi tập cận tầm gần. Mình bắn thôi. Quải đi, quải lấy hai khẩu súng này đi anh em ơi. Đây đây, ui trời ơi, chưa gì anh đã bắn em rồi, để em mua súng thế nào. Đó, các anh bình tĩnh nào, bình tĩnh nào các anh trai. Ui nó đã 20 kill rồi anh em ơi, mình chưa kịp bắn nhỉ. Bên này bắn hai quá anh em ạ. Tiếp cận, phải tiếp cận gần anh em ơi, phải tiếp cận gần. Ui trời, chạy đâu. Chạy đâu cho khỏi lắng. À, anh nào bắn em ấy. Ra đây anh trai ơi, anh trai, ra đây. Rồi nó 21 kill, không biết mình có đuổi kịp hay không anh em ơi. Bên này bắn hạ 2 phết anh em ạ. À, đây rồi, ok. 16 kill anh em ơi, nó 22 rồi. Ui đây. Rồi ok, 17 kill rồi. Chắn rồi. Đây rồi, đây. Ui, đâu. Đâu rồi, đứa nào bắn nhỉ? Đứa nào bắn mình nhỉ? Lò cái mặt ra đây xem nào. Ơ, không gặp ai này. À đây rồi. 18 rồi, nhưng mà nó 25 kill rồi. 19 rồi. Đâu hết rồi, đâu rồi. 20. Ui trời ơi, đông quá anh ơi. Rồi, 21 kill. Ui trời ơi, từng. Rồi, đông quá. Trời ơi, 20 kill rồi anh em ơi, nó 27 rồi. Không được anh em ơi, không lấy được top 1 rồi. Không sao anh em ạ, nói chung là mình qua mình test kỹ năng anh em ơi. Không sao, mình vẫn tăng lên là cái gì mày, mình vẫn tăng lên mà anh em. Ui ơi, chị. Ngu người. Rồi, cho tao lên 21 kill đi. Giờ là các anh trai. À, 21 kill rồi. Ok, 21 kill. Ơ, biết đâu mình lật kèo rồi nhỉ. Cứ bình tĩnh. Ồ, thôi dịch quả đi. Thôi anh em ơi, clip của mình đến đây cũng là kết thúc rồi anh em ạ. Anh em cũng biết là server Brazil nó như nào đấy. Và kỹ năng của mọi người server Brazil thì cũng khá là cao anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả đã theo dõi đây nha. Bye bye anh em.